chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày Tinh lại đi làm đẹp đây. Mặc dù là đã qua Tết rồi nhưng mà làm sau những cái ngày mà hát hò ăn chơi Tết đó, thì bây giờ là bắt đầu phải chỉnh đốn lại nhan sắc của mình. Mọi người cũng biết là đối với BB Thanh Mai thì mình Tinh là mối ruột rồi. Và nói chung là tất cả mọi thứ mà về sắc đẹp, về sự xinh xắn, về sự an tâm khi mà trao gửi cái gương mặt của mình thì Tinh chỉ đến BB Thanh Mai thôi. Và hôm nay thì Tinh sẽ làm gì trên gương mặt của mình? Mọi người đi theo em nha. Bây giờ thì Tinh đã thay đồ rồi, mọi người nhìn thấy không? Hôm nay Tinh sẽ làm công nghệ Anthropy. Cái công nghệ này á, là Tinh đã làm rất là nhiều lần rồi, mà lần nào cũng mang đến cho Tinh một cái cảm giác rất là mê luôn á. Tức là lúc nào nó cũng sẽ cho cái cơ mặt của mình nâng lên và mặt của mình sẽ trẻ quá rất là nhiều luôn. Thậm chí là không có lo lắng là tại vì không có đau. Em là rất là sợ đau nha. Trời ơi, quánh chết cũng không có chịu đau được nha. Mà không hề đau đớn và quan trọng là không có phải xâm phạm dao kéo vào trong cái gương mặt của mình. Mọi người cũng biết là người nghệ sĩ như mình Tinh á thì cái gương mặt rất là quan trọng. Cho nên khi mà chọn được nơi của chị Thanh Mai, thẩm mỹ viện BB Thanh Mai thì thật sự Tinh rất rất là an tâm luôn. Tuyệt đối an tâm luôn. Khi mà cái tuổi trẻ của mình, thanh xuân của mình được giữ mãi, được tồn tại mãi với mình theo thời gian. Và bây giờ thì mọi người theo Bình Tinh nha. Theo Bình Tinh đi làm đẹp đây. Anthropy được coi là công nghệ trẻ hóa da, nâng cơ, căng da không phẫu thuật hàng đầu thế giới. Nhờ năng lượng sóng siêu âm hội tụ vi điểm, đây là bước sóng được FDA Hoa Kỳ công nhận trong việc trẻ hóa da, nâng cơ và thon gọn gương mặt. Anthropy hiện là công nghệ hàng đầu giúp kích thích sản sinh elastin, collagen mới tự nhiên của cơ thể một cách mạnh mẽ nhờ tác động sâu và chính xác đến từng lớp trong cấu trúc da từ 1.5 đến 4.5mm dưới da, đặc biệt là lớp bao cơ, mang lại hiệu quả trẻ hóa nhanh chóng, an toàn và lâu dài, không cần phải dao kéo. Mọi người thấy không? Sau khi mà làm xong rồi là mọi người thấy đó, cái cơ mặt của Bình Tinh bắt đầu nó săn lên, nó săn chắc lên và nó ôm hai cái mặt của mình vào, nó không còn bị to bị bự nữa. Và nó khi mà nó ôm như thế này thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ làm trẻ quá lại cái gương mặt của mình, và cái điều đó là mình cực kỳ thích luôn đó. Tinh mê, Tinh coi như là đeo đủ vài cái công thức mà Anthropy này. Mọi người cảm nhận này, trước khi làm và sau khi làm thì mọi người thấy là lúc mà trong một năm trôi qua thì Tinh sẽ đi diễn nhiều, trang điểm son phấn nhiều, bắt đầu cái cơ mặt của mình nó sẽ bị chảy xệ xuống đó, nó sẽ bị chảy, thì bắt đầu khi dùng cái công thức này nó sẽ nâng cái cơ mặt của mình lên và nó sẽ ôm thon gọn cái gương mặt của mình vào. Cái khung chân mày mình á, nó sẽ nâng lên, cả nhà thấy không? Khi nó nâng lên một cái rồi thì cái đôi mắt của mình nó sẽ to và nó sáng, và những cái mở mắt sẽ không còn tồn tại nữa, nó không có bị xệ, bị ngu. Đó, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Và mọi người biết nha, cái công nghệ mà Anthropy này nha, không phải là dùng cho mặt không, mà có thể dùng cho vùng cổ và vùng ngực luôn. Tức là những cái nơi mà gây sự lão hóa và nhăn nheo trên gương mặt của mình á, khi mình sử dụng xong rồi, giống như em nè. Đó, nhìn em dễ thương vậy chứ em già rồi, em đâu có trẻ trung đâu. Mà mọi người thấy em cực kỳ dễ thương trẻ sau khi sử dụng công thức Anthropy này. Đó, những cái rãnh, những cái nếp nhăn nó sẽ bắt nó bay mất hết. Cả nhà thấy không? Đó, em cười cho cả nhà coi luôn. Và chân trán của mình đó, tất cả mọi nếp nhăn sẽ tự tan biến hết. Và khi mà da mặt đã căng bóng, xinh đẹp, không có nếp nhăn thì muốn già cũng hơi bị khó. Mọi người công nhận không? Đây là một cái mà công nghệ rất là đáng cho các chị em phụ nữ chú ý. Và không sợ tuổi già, không sợ sự lão hóa sẽ đến với chúng ta nữa. Và ở đâu? Chỉ đến với BB Thanh Mai thôi nha. Một nơi rất uy tín cực kỳ và tin cậy. Nhưng mà Tinh nghĩ là Tinh nói cái điều này là dư thừa, vì BB Thanh Mai là uy tín từ xưa đến giờ rồi. Và khi đến lúc mà Tinh đến, Tinh làm việc á,
để Tinh lại cảm nhận. Và mọi người sau Tết hãy đi theo Tinh đi, đến với BB Thanh Mai. Cái quan trọng là đội ngũ ekip nhân viên cực kỳ dễ thương. Ta nói hả, cưng chiều mình với công chúa vậy đó. Khoái lắm. Tới đây rồi là có cảm giác như mẹ lo chăm sóc vậy đó. Không có cảm thấy sợ sệt, không cảm giác lo lắng. Và những cái sự mà đau đớn này nọ không bao giờ đến với chúng ta. Và cái điều này là cái điều mà chị em phụ nữ là phải chú ý ha. Vừa đẹp mà không đau. Đâu có dao kéo gì xâm phạm vào mặt của mình đâu. Rất là tươi xanh lạc liều qua lá hẹ luôn. Mọi người cứ việc đến với BB Thanh Mai sẽ cảm nhận một sự thú vị như mình tin vậy nha. Công nghệ để có thể điều trị những vấn đề về lão hóa một cách hữu hiệu nhất. Và một điều quan trọng mà quý vị cũng có thể lưu ý đó là khi chúng ta sử dụng những công nghệ thì chúng ta phải lưu ý đó là công nghệ chính hãng 100% được FDA công nhận để bảo vệ được sức khỏe cũng như là độ an toàn cho chính bản thân mình, và ngay cả đồ tiếp sử dụng cũng phải đồ tiếp chính hãng 100%. Và tại BB Thanh Mai thì cam kết tất cả đồ tiếp cũng như là máy móc đều được. BB Thanh Mai vinh dự và tự hào có giám đốc y khoa, tiến sĩ, bác sĩ tai Natalie, người có hơn 25 năm kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ, trẻ hóa da, giảm béo. Tiến sĩ bác sĩ tai đã và đang thuyết trình hàng trăm hội nghị y khoa trên thế giới đến các bác sĩ quốc tế. Tiến sĩ bác sĩ tai được mời tại các talk show trên các kênh truyền hình quốc gia về các chủ đề phẫu thuật ngực, trẻ hóa da, điều trị nám. Một bác sĩ quốc tế, máy móc thiết bị là vô cùng quan trọng trong điều trị. Chúng tôi sẽ từ chối nếu các công nghệ đó không phải là chính hãng, không được công nhận bởi FDA hay CE công nhận.